Thời gian gần đây, trong các hội nhóm trao đổi, mua bán vé máy bay đã xuất hiện nhiều đối tượng giao bán vé máy bay với giá rẻ bất ngờ và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Trước tình trạng nhiều người dân đã bị lừa, có trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân xác minh kỹ thông tin của công ty, yêu cầu đối tượng cung cấp hợp đồng công ty có dấu chữ ký của giám đốc và thực hiện các biện pháp tra cứu để xác thực tên miền website, hồ sơ đăng ký kinh doanh, địa chỉ và mã số thuế công ty trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với lực lượng chức năng, chia sẻ qua mạng xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng.